Alo, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay cũng gần Tết đến các bạn, nay là cũng 21 rồi. Mình tính dự định gom anh em lại để đi kiếm cá để dự trữ ăn trong mấy ngày Tết nha. Chứ thịt thì nó cũng ngán quá, gà rồi giờ cũng ngán. Thì mình đi mà giờ mấy em nó bận chuyện hết trơn rồi, cho nên giờ mình đi làm một mình bạn ơi. Giờ nước ở dưới kinh nè bạn, nước ở dưới kinh giờ nó cạn khát như thế này nè. Đó, không cạn sát lẻm luôn, không phải không mấy ngày này thì nước kém nha. Mình sẽ đi quần quần mình kiếm có cá gì để mà về để mình dự trữ nha bạn. Dự trữ chứ không phải là mình ăn ngay nha, dự trữ cho mấy ngày Tết thôi. Mấy ngày đó thì cá tép đồ mấy quý, chứ còn thịt là tao thấy tao ngán dữ lắm bạn ơi. Giờ mình đang đi qua con cờ chiếc cầu nha, thì cũng xuống với khu vườn của mình thôi, chứ còn nếu mà đi ra ngoài thì không được đâu, tại vì giờ hầu như là đất đai thì ai cũng canh tác, ta cũng ăn hết, chứ đâu có mình đâu có vô đất người ta mình bắt được bạn, chỉ có bắt ở ngoài sông lớn với lại đất của mình thôi chứ đâu đi đâu được. Đây nha, hiện tại mình đi đang đi xuống vườn nha. Mọi năm thì bưởi của mình là trái cũng còn rất là ngon, nhưng mà năm nay thì thua rồi nha bạn. Cũng còn trái nhưng mà sâu xia đồ quá trời, cũng còn được vài trái nha. Bạn nào ưng ưng thì ấy mình gửi cho vài trái về để dành chân chơi thôi nha. Đây nè, cũng còn được trái hai trái nha, vài trái thôi, ăn thì được. Bên kia có bùn chuối nữa kìa, chắc bùn chuối đó không biết mình có ăn được hay không nữa nè. Bây giờ mình sẽ đi bắt cá nha. Trước tiên thì chắc mình sẽ thực hiện lại cái phương pháp cũ là trùm ống bọng nha bạn. Giờ thì trùm ống bọng thôi. Phương pháp đó thì dễ bắt cá nhất. Hôm nay nước kém nữa, chắc có lẽ là mình bắt được á. Rồi thôi để mình đi lại đó mình bắt cho các bạn xem nha. Nếu mà có cá nhiều thì mình gửi cho bạn xem, còn ít ít thì thôi nha các bạn. Nếu bạn thấy cái clip này mà có đăng lên thì tức có nghĩa là cá nhiều rồi đó. Mà mình bắt mình sẽ gom lại nhiều ngày nha, để dành, chứ còn bữa nay có mình nè, mình chắc đi bắt không được nhiều. Đây mình cũng còn mấy cái dũng, nếu mà mình tháo được mấy dũng này thì cũng có cá nhiều lắm á. Đây nè, cái dũng phía sau lưng mình nè. Đó, dũng này là dũng mình cũng đã tháo mấy lần rồi nha. Bạn có thấy có cá rất là nhiều, nhưng mà giờ chỉ có một mình thôi, cho nên là mình làm không nổi đâu, làm không sể. Này phải có mấy em của nó kìa, nay tụi nó đi học hết rồi bạn ơi, tụi nó chưa nghỉ nữa. Nghe nói gì năm nay gì học sinh học thì tới 27 mới nghỉ. Rồi thôi mấy nhỏ mình chủ yếu là nó học thôi, chứ còn đứa nào rảnh nó mới theo mình thôi chứ. Cái này làm gì mà không có tiền bạc gì mà kêu nó nghỉ nó theo mình cái là chết luôn á. Cả một tương lai. Thì cũng nói với bạn là chia buồn với mình nha. Đây mình có được cái gốc mì ha. Nhưng mà ai ăn giùm mà nha bạn. Đây gốc mì của mình nè, thấy không nè, ai mới ăn giùm nè. Rồi đây thêm hai cây nữa. Rồi cảm ơn các bạn đã chia buồn với mình nha. Đây nè, một gốc mì. Đây gốc nữa nha. Đây nè, rồi một gốc mì. Thôi ai ăn được ăn. Rồi giờ mình đi bắt cá đây. Quá trời đau cái trời. Cái trời thấy mà ham luôn. Thì mình cũng giới thiệu sơ bộ với các bạn là bắt cá cái này đơn giản lắm. Mình có đặt cái đường ống bọng nó xuyên từ ở ngoài cái kinh đó, nó vô cái dũng của mình. Thì bây giờ nước ở ngoài kinh nó cạn rồi, nếu mà có cá thì nó sẽ chui vô cái ống bọng nha. Mình lại mình trùm cái ống bọng nó lại thì mình xả nước ra thì bắt thôi nha các bạn. Đơn giản vậy thôi, phương pháp bắt cá hết sức nhẹ nhàng nha. Đây nè, đây là một cái dũng nè. Dũng này của hổm mình mới tát nè, mình có quay cho các bạn xem á. Bây giờ mình sẽ ra mình trùm phía ngoài nha. Rồi mình vô trong này mình chỉ việc rút cái ống tròn tròn đó thôi nha. Thế là bắt cá thôi. Đi,
lội xuống đây. Thì đây là ngay chỗ đường ra của một cái ống bọng nha bạn. Mình giờ mình sẽ xuống mình lấy lưới mình trùm lại nha. Đây nè, đây là miếng lưới mình nha. Rồi như thế này là chỉ việc mình rút ống bọng lên là có cá là vô nha các bạn. Hy vọng là cái ống bọng đầu tiên sẽ may mắn nha. Đó, nước đang đạp ra rất là nhiều các bạn thấy không? Để mình xuống mình kiểm tra có không nè. Cái đầu tiên liệu có may mắn không? Có nha các bạn, thua rồi, cái đầu tiên không có nha. Thôi mình qua cái kế bên bạn ơi. Đây nè bạn, dưới này là một cái nữa nha, cái nữa nó nằm trong bụi lá này nè, nó thông qua cái dũng đó đó nha, thông qua dũng trước mặt mình á. Rồi để mình đặt máy coi. Chỗ này cái góc đặt máy yếu quá, bạn thông cảm với mình nha bạn. Rồi để mình xuống tiếp đây. Đến tất cả rồi cuối cùng thành quả cũng có nha các bạn. Trong này có một con nha, mình sẽ đổ ra cho bạn xem nha. Đây là đây mình đổ ra cho bạn xem nha.
con. Đây nha bạn, một con. Đây nè. Đây nha các bạn. Một em cá lóc. Rồi, một con, mình sẽ đi làm tiếp nha. Hãy kiên trì đừng nản. Lại đó quay lại. Rồi. Đây nha bạn, thì sau một hồi mình bắt được con cá rồi, giờ hai em nó xuất hiện rồi nha. Đây Hữu Thịnh với Minh Hoàng nha. Đây. Chào bạn. Chào bạn. Giờ mình sẽ tiếp tục nhân vụ bữa nay mình bắt ở ngoài bọng không có thì mình sẽ vô dũng luôn nha bạn. Tiếp theo luôn đi. Đây. Đúng rồi bạn ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Lên kia. Nặng quá. Dịnh đây Thịnh, đây có Dịnh Thịnh. Nghe lọc cọc chưa? Nghe lọc bụp chưa? Có gì đâu bụp. Bịp nữa rồi. Rồi bịp nữa. Ê, có. Có ngang. Vô rồi, vô rồi. Đó. Ơi, hai con. Một con. Hai con luôn. Hai con. Đó. Hoàng đứng xa xa ra để quay để nghe cái đầu ống nó vừa chạy ra mà. Thịnh. Đúng rồi, đứng ngược lên coi chừng chói nét. Không chói. Coi nhìn nè. Ra nha. Ra đây. Đâu rồi bạn ơi. Đó. Hai con. Nhảy luôn, quá tao nhảy rồi. Chơi lên đây. Ui. Nhảy quá. Đây. Một con ngang. Còn con nữa đâu vậy? Còn con nữa. Hai con luôn. Yeah. Rồi, gì dũng của tao vậy? Dục đây. Cái bắt xong rồi thả. Đúng đó. Bắt sao quế thả nha bạn.